Trước khi tôi bắt đầu câu chuyện này, có một số điều mà bạn cần phải hiểu trước. Tên tôi là Alan Bailey, và trong 13 năm qua, tôi được nuôi dưỡng bởi chú tôi, tên là tiến sĩ Richard Blackwater. Tôi lâm vào hoàn cảnh này kể từ khi mẹ và cha tôi đều qua đời cả. Khi một tài xế say rượu quyết định rằng sẽ bảo dưỡng chiếc xe Ford Explorer 1998 của gã vào đêm giao thừa vào năm 2007. Trong vòng 13 năm tiếp theo, tôi được giao cho anh trai của mẹ tôi, người mà hiện tại là người thân duy nhất còn sống sót của tôi vào thời điểm đó. Ông chú Richard của tôi có bằng tiến sĩ về vật lý lý thuyết và bằng thạc sĩ về thần học nữa. Và mặc dù tôi chưa bao giờ thực sự tin vào một thực thể vũ trụ nào đó với một chiếc trâu trắng lơ lửng trên bầu trời đang theo dõi tất cả chúng ta, nhưng chú tôi luôn là một người có niềm tin mạnh mẽ như vậy. Thực ra, tôi nên nói rằng chú tôi là một người có sở thích về khám phá tâm linh thì hơn. Nỗi ám ảnh trong cuộc đời của chú tôi luôn là tìm kiếm một điều, đó là thực sự tìm thấy Chúa. Và đó là lý do tại sao tôi viết bài này bây giờ, vì tất cả những gì mà chú tôi đã tìm thấy. Và tôi thực sự xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi vì những gì tôi sắp kể với bạn, bởi vì tôi đã giữ kín phát hiện của chú tôi trong 4 năm qua và không thể giấu được sự thật được nữa. Tôi ước mình có thể làm điều này cho nó dễ dàng hơn. Tôi ước mình có thể kiềm chế lại, nhưng tôi không thể. Bởi vì các bạn, tất cả các bạn xứng đáng được biết sự thật. Tất cả bắt đầu vào mùa xuân năm ngoái, khi các lớp học ở Đại học Ohio bắt đầu trở lại, nơi chú tôi làm giáo sư. Điều làm tôi cảm thấy hơi kỳ lạ về sự khởi đầu của học kỳ này là khi chú nhờ tôi làm trợ lý cá nhân của chú. Mặc dù ban đầu tôi hơi hoài nghi, nhưng mà tôi không thể từ chối một lời đề nghị mà có giá trị gấp 5 lần mức lương hiện tại của tôi khi làm trợ lý quản lý tại một nhà hàng 7-Eleven. Tôi chưa bao giờ là một người thể hiện sự quan tâm rõ ràng đến công việc của chú cả. Điều đó cũng có vẻ hơi kỳ lạ khi lời đề nghị đó đến với tôi. Khi được hỏi, chú tôi chỉ nói rằng chú nghĩ tôi sẽ làm tốt công việc này và rằng chú muốn dành nhiều thời gian hơn cho tôi. Mặc dù thời gian làm việc trong học kỳ của chú dài hơn nhiều so với thời gian nghỉ của chú, nhưng chúng tôi chưa bao giờ thực sự gắn bó với nhau, gần gũi như một số người đã mong đợi vậy. Chúng tôi có một mối quan hệ tốt, nhưng mà không quá thân thiết. Chú Blackwater, hay tôi gọi tắt là chú B, luôn khác biệt. Sau khi có một cuộc trò chuyện dài khoảng 10 phút với chú, bạn sẽ nhận ra rằng chú chắc chắn thuộc dạng bị bệnh tự kỷ. Ý tôi là điều đó không có gì đáng xấu hổ cả, nhưng mà rất quan trọng điều hành vi của chú. Ngày đầu tiên làm trợ lý của chú, tôi đến văn phòng của chú lúc 11 giờ sáng, khoảng 30 phút trước khi bắt đầu lớp học đầu tiên của chú. Chú đang nghe nhạc nền trên phim Ghostbuster trong khi lật qua kịch bản. Đó chỉ là một thói quen nhỏ quái gở của chú tôi mà thôi. Chú không bao giờ xem phim cả, chú chỉ nghe nhạc nền trong khi đọc kịch bản mà thôi. Chú thường nói với tôi rằng bạn không thể thất vọng với dàn diễn viên hoặc là hiệu ứng hình ảnh nếu tất cả chỉ tồn tại trong đầu của bạn. Và tôi chưa bao giờ tranh cãi về điều đó cả. Chào chú Bi, tôi nói khi đóng cửa lại phía sau. À, Alan đấy à, chú nói với một nụ cười khi đóng tờ giấy kịch bản lại. Đây rồi, chính là vị trợ lý giáo sư mà chú đang tìm kiếm đây rồi. Cháu đã sẵn sàng cho ngày mới trọng đại của mình chưa? Cháu đánh vậy, tôi vừa cười vừa nói khi ngồi xuống ghế đối diện với bàn làm việc của chú. Dù sao thì văn phòng của chú tôi rất rộng rãi, ít nhất là nếu không có đống lộn xộn kế bên kia. Trong tất cả những gì trong đầu của chú Bi thì hai từ gọn gàng không bao giờ tồn tại cả. Được rồi, hôm nay chú muốn cháu làm gì vậy? À, chú còn cháu tham gia vào lớp học thôi, chú nói khi nhét một tờ giấy vào ba lô. Đừng có lo, có một video chú đã ghi sẵn lại để dạy cho học sinh rồi, và họ sẽ chỉ gửi email cho chú nếu có bất kỳ câu hỏi nào mà thôi. Chú chỉ cần cháu nhấn phát video và rồi nhấn phát lại khi lớp học tiếp theo vào, được không? Thật lòng mà nói, điều đó nghe có vẻ như là một công việc dễ nhất trên đời vậy. Có vẻ như quá tốt để trở thành sự thật, nhưng tôi sẽ phát hiện ra sau này. Chắc chắn rồi, tôi trả lời. Ủa, thế nhưng mà chú sẽ làm gì á? À, chú có một số việc cần làm ở phòng thí nghiệm STAM cũ ở dưới tầng ấy. Sau khi họ xây dựng phòng thí nghiệm mới đối diện với thư viện, chú đã có thể biến nó thành một nơi thử nghiệm nho nhỏ cho luận văn mới của mình. Luận văn mới á? Tôi hỏi, nhìn vào bản sao của bài giảng video sắp tới của chú. Về cái gì vậy?
Cháu sẽ biết sau này thôi. Nếu mọi thứ diễn ra đúng như theo kế hoạch, chú không muốn đếm trứng trước khi chúng nở đâu. Chú nói với một nụ cười tinh quái khi đứng dậy khỏi bàn và thu dọn túi sách của mình. Thành thật mà nói, tôi không thể mô tả nội công việc của mình sẽ ra như thế nào đâu. Khi tôi mới bắt đầu, các sinh viên sẽ bước vào lớp, tôi sẽ phát video, hết sợ thì họ tự động ra ngoài, và chu kỳ đó sẽ bắt đầu lặp lại trong vòng vài giờ tiếp theo. Đến lớp học cuối cùng, tôi mới nhận ra rằng mọi thứ sắp trở nên thú vị hơn một chút. Giữa video giới thiệu về vật lý lý thuyết, đột nhiên điện bị tắt ngấm đi. Ở trường tiểu học, khi có sự kiện như vậy xảy ra, bạn sẽ nghe thấy hàng tá tiếng la hét và cổ vũ khi bọn trẻ nghĩ rằng ngày học đã kết thúc rồi. Ở đây á, tôi chỉ nghe vài tiếng thở dài chán nản. Thực sự mà nói, nếu tôi phải chi trả hàng nghìn đô la cho một lớp học chỉ để được nghe giảng dạy trên máy chiếu mà điện còn bị tắt ngấm như vậy nữa, tôi cũng sẽ cảm thấy rất tồi tệ. Chỉ đến khi tôi vừa lấy điện thoại trên tay để nhắn tin cho chú của mình, tôi mới nhận ra rằng nó cũng đã tắt ngấm rồi. Điều này thực sự là kỳ lạ, vì nó vẫn còn khoảng 56% pin vào khoảng 5 phút trước khi tôi kiểm tra thông báo Facebook. Khi tôi chỉ ngồi đó một cách ngượng ngùng mà không biết chuyện gì đang diễn ra cả. Không lâu sau, cả lớp học đã rời đi khỏi giảng đường trong một làn sóng di tản. Tuy nhiên, điều tôi chú ý là không ai trong số họ đã sử dụng điện thoại khi rời đi cả. Không một ai. Khi không còn sinh viên nữa và chỉ có những ánh sáng khẩn cấp chiếu sáng khu vực mà thôi, tôi tiến ra khỏi khuôn viên để lấy bộ sạc di động từ xe ô tô của mình. Khi đến nơi, tôi gặp một chút rắc rối khi cố gắng mở cửa, vì chìa khóa bằng điện tử của tôi có vẻ không mở được xe ô tô. Nhận ra rằng pin của chìa khóa có thể đã hết rồi, tôi chỉ cần dùng chìa khóa cơ để mở cửa nó và lấy bộ sạc từ ngăn đựng găng tay mà thôi. Tựa lưng vào cửa xe, tôi cắm dây sạc vào điện thoại để kiểm tra mức pin, nhưng màn hình điện thoại vẫn đen thui. Khi tôi kiểm tra xem có vấn đề gì với bộ sạc di động không, nó không hiển thị rằng nó có bất kỳ điện dự trữ nào bên trong cả. Điều này thực sự là không thể nào, vì tôi vừa để nó đầy pin cách đây 3 ngày và thậm chí chưa sử dụng lần nào cả kể từ đó. Trước khi tôi cảm thấy thật sự khó chịu, mỗi chiếc xe trong bãi đỗ đột nhiên nổ tung lên trong một bản nhạc hợp xướng của các cảnh báo động trộn, khiến nó gần như là muốn nhảy dựng lên vậy. Theo phản xạ, tôi vỗ tay lấy chìa khóa để tắt báo động đi. Điều này thực sự là bất ngờ, vì nó hoạt động ngay lần đầu tiên và làm im lặng xe của tôi. Nhưng tôi dường như bị phân tâm bởi những tiếng báo động chó tai để cảm thấy sự rung rinh phát ra từ trong túi, nơi tôi vừa cho rằng điện thoại đã hoạt động trở lại rồi. Khi tôi lôi điện thoại ra, nó đột nhiên bật lại với mức pin 50% và có thông báo rằng chú Bi đang gọi cho tôi. Alo! Tôi gần như là hét vào điện thoại vậy khi cố gắng đi bộ trở lại khuôn viên để tránh xa những tiếng báo động xung quanh. Alan! Chú Bi phản ứng lại một cách hoảng loạn. Alan! Cháu đang ở đâu vậy? À, cháu đang ngoài lấy bộ sạc điện thoại sau khi bị mất điện á. Có chuyện gì vậy chú? Gặp chú ở văn phòng của chú ngay. Cái này lớn lắm Alan, cứ nhanh lên nhá. Nói xong, chú tắt điện thoại đi. Lúc đó, tôi không thực sự biết tại sao cả, nhưng tôi cảm thấy như có một cục u trong ngực của mình vậy. Cái cảm giác mà bạn biết rằng khi có một cơn bão đang đến, rằng có điều gì đó đang sắp xảy ra. Trên đường đến văn phòng của chú, tôi nhận thấy rằng điện trong tòa nhà dường như đã bật lại rồi. Mọi thứ có vẻ đã trở lại bình thường, đúng không nhỉ? Tôi cũng nghĩ như vậy, cho đến khi mở cửa và thấy chú của tôi đang cúi gập người trên bàn, run lẩy bẩy. Để cung cấp một chút bối cảnh về hiện tại cho bạn hiểu, tôi chưa bao giờ thấy chú buồn như thế này cả. Tôi đã thấy chú khóc một chút về mẹ tôi trong đám tang, nhưng mà nó vẫn không tệ như bây giờ. Để tôi mượn một thuật ngữ của thế hệ này để mô tả cho bạn nghe. Chú đã bị sốc tận sâu trong lòng. Này, chú Bi! Tôi hỏi với vẻ lo lắng khi quỳ xuống bên cạnh chú tôi. Có chuyện gì vậy? Chú nghĩ... Chú nói trong tiếng thì thầm. Chú nghĩ chú đã tìm thấy họ rồi. Hả? Tìm thấy ai cơ? Chú quay lại nhìn tôi với gương mặt mà tôi quá quen thuộc. Gương mặt của một đứa trẻ vừa mới biết rằng cha cha lẫn mẹ của nó đã chết và không còn nữa. Chú nghĩ chú đã tìm thấy tất cả họ rồi. Chú đang nói gì vậy? Tôi hỏi khi cục u trong ngực tôi dường như càng ngày càng lớn lên. Chú không trả lời tôi. Thay vào đó, chú đứng dậy khỏi ghế và bắt đầu đi ra khỏi văn phòng. Khi chú ra khỏi cửa, chú quay lại và nhìn tôi. Đi theo chú cần phải cho cháu xem cái này nữa.
chú phải đảm bảo rằng mình không bị điên. Khi chú nói điều đó với tôi, có một số nói nhỏ trong đầu tôi hét lên rằng bảo tôi đứng dậy và tránh xa khu viên đó càng xa càng tốt. Nhưng tôi không nghe. Sự tò mò đã chiến thắng rồi. Vậy nên vào khoảnh khắc đó, tôi đã mắc sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của mình. Tôi đứng dậy khỏi ghế và theo chú. Con đường xuống phòng thí nghiệm STEM này ở tầng dưới và được bao phủ bởi không khí ẩm ướt và mượt mà, kiểu như không khí dành riêng cho những tầng hầm bị bỏ hoang ấy. Thật sự mà nói, cầu thang và hành lang liền kề dường như đã không còn được dọn dẹp trong nhiều năm. Cánh cửa vào phòng thí nghiệm thì được quấn bằng dây xích và có một cái ổ khóa duy nhất mà thôi. Chú bị rút một chìa khóa ra bằng bàn tay run rẩy, giữ ổn định lại với âm thanh lách cách của các sợi dây xích vang lên khắp hành lang. Cánh cửa được mở khóa ra. Nội thất của phòng thí nghiệm này không giống như những gì bạn nhìn thấy trong một khuôn viên của trường đại học, mà giống như là một phòng thí nghiệm của một nhà khoa học điên trong một bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó kinh điển trong những năm 80. Bốn cuộn dây Tesla lớn đứng cách đều nhau ở trung tâm phòng, trong khi một vài hộp máy móc đầy đèn nhấp nháy đủ màu sắc sắp xếp kín các bức tường. Tất cả những thứ này là gì vậy? Tôi hỏi, gần như không thể tin được vào quy mô khổng lồ của mọi thứ tại đây. Tất cả cái điều này có phải là dành cho luận văn của chú không? Đây là luận văn cả đời của chú đấy, Alan. Chú nói khi ngồi trước một màn hình máy tính lớn với hai bàn phím riêng được cắm vào đó. Đây là một cái kính viễn vọng để nhìn thấy điều vượt ra ngoài trái đất. Hả? Ý chú là gì cơ? Chú tôi quay lại khi ngồi trên ghế đối diện với tôi, dường như đã lấy lại được sự bình tĩnh. Được rồi, theo cháu thì Chúa ở đâu? Chú có vẻ đã biết câu trả lời rồi từ biểu cảm trên gương mặt của tôi. Nghe này, chú biết cháu không thực sự tin về ngài, nhưng mà nếu cháu tin thì cháu nghĩ ngài hoặc là cái gì đó như vậy sẽ tồn tại ở đâu? Nếu có một thực thể tối cao toàn năng á, cháu nghi ngờ rằng ngài sẽ ở đây. Ồ, tại sao cháu lại nói như vậy? Chú hỏi. Chà, thì với tất cả những kiến viễn vọng mà chúng ta có, không có bằng chứng nào về một người đàn ông có râu đang lơ lửng trên mây cả. Một phần trong tôi cảm thấy áy náy vì đã tỏ ra kiêu ngạo với chú, nhưng chú biết rằng cái vấn đề tôn giáo kia đã làm phiền tôi rất nhiều. Chính xác, chú nói khiến tôi bất ngờ. Nếu người sáng tạo vũ trụ tồn tại thì ngài sẽ không tồn tại ở đây, ngài sẽ tồn tại ở bên ngoài chính sự sáng tạo của ngài. Hãy nghĩ về điều này nhé. Nếu cháu tạo ra một cái bể cá, cháu sẽ không sống trong đó với chúng. Cháu sẽ quan sát chúng từ xa khi cuộc sống bên trong vẫn đang tự diễn ra. Chú đang muốn nói điều gì? Tôi hỏi với một chút tò mò. Điều chúng muốn nói là nếu Chúa tồn tại, và nếu chúng ta là con người có một linh hồn rời khỏi cơ thể khi chết, và nếu chúng ta đến một nơi nào đó thì đó không phải là ở đây, nó phải vượt ra bên ngoài chứ. Vậy thì chú có ý gì khi nói rằng chú đã tìm thấy họ? Chính câu hỏi đó đã khiến một nỗi sợ hãi nào đó được hiện lại trong mắt chú. Tất cả thái độ tự tin lúc nãy của chú lúc này đột nhiên hỗn loạn. Bởi vì chú nghĩ, không, chú chắc chắn rằng chú đã tìm thấy ngài, tìm thấy họ, tìm thấy điều vượt ra bên ngoài. Vượt ra bên ngoài? Ý chú là vượt ra ngoài vũ trụ á? Xin lỗi, nhưng mà làm thế quá nào mà điều đó có thể xảy ra được chứ? Với điều đó thì chú nói chỉ vào các cuộn dây Tesla. Cháu biết đó, chú đã phát hiện ra một kênh năng lượng có sóng phụ dường như là có mặt ở khắp mọi nơi. Đó là điều đã cho phép nguồn điện truyền từ nguyên tử này sang nguyên tử khác. Đó là điều cho phép trọng lực mở rộng và giữ các vật thể khác ở lại vị trí. Về cơ bản, đó là lực lượng ẩn giấu của vũ trụ. Ok, được rồi, cháu nghĩ chú đã thành công làm cháu bối rối rồi đấy. Chú bắt đầu vặn vẹo tay của mình, cố gắng kết nối các suy nghĩ thành một giải thích dễ hiểu. Vậy thì bây giờ nhá, hãy quay lại về phép ẩn dụ về bể cá trong một phút. Chú nói, khi nó đã được xây dựng, cháu không thể chỉ mong nó hoạt động mãi mãi được. Cháu cần điện để cung cấp cho một hệ thống lọc nước. Đó chính là điều mà chú nghĩ chú đã tìm thấy, nguồn điện cung cấp cho vũ trụ. Vì vậy, chú đã làm điều mà bất kỳ ai cũng sẽ làm. Chú đã truy tìm nguồn gốc của nó. Bởi vì nếu cháu đi theo dòng điện, cháu sẽ tìm thấy hộp nguồn của nó ở đâu. Nghe nè, tôi nói, cháu biết chú không phải là một người thích đùa giỡn, nhưng mà xin hãy cho cháu biết đây có phải là một trò đùa không vậy? Đây không phải là một trò đùa, chú Bi gần như là hét lên khi nhảy ra khỏi ghế. Chú đã thấy nó mà. Chú thấy cái gì? Chú đã thấy nó chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi, nhưng mà chú biết chú thấy nó rồi. Và chú tin rằng
mình đã cảm nhận được những hậu quả mà nó mang lại. Nếu chú không nhầm, nguồn điện của trường học đột nhiên bị mất, đúng không? Nhưng không phải chỉ là do một cái cầu dao bị hỏng hay là lỗi biến áp đâu. Nó gần như là điện xung quanh toàn bộ khuôn viên bỗng dưng biến mất, đúng không? Những điều ông nói không hề làm dịu đi cái cục u trong ngực tôi. Sẽ đỡ gần bằng kích thước của một quả bóng đá rồi. Chú đã sử dụng sóng năng lượng phụ xung quanh để phá vỡ bên kia vũ trụ. Và bây giờ khi chú đã thành công khôi phục hệ thống dự phòng, chúng ta nên có thể nhìn qua lâu hơn và thực sự tìm ra điều gì đó ở phía bên kia. Đó là lý do chú cần sự trợ giúp của cháu, Alan. Ông nói, ông vừa lấy nắm cổ tay của tôi. Chú không thể làm điều này một mình được. Đây chính là định nghĩa của một lãnh thổ nào đó mà chưa ai biết. Và ý nghĩ đó khiến chú sợ hãi. Nếu chú muốn làm điều này, chú cần cháu bên cạnh. Bây giờ chú biết là con không tin vào những thứ như thế này rồi. Nhưng mà xin hãy để chú cho con thấy. Hãy để chú cho cả hai chúng ta thấy rằng có điều gì đó ở ngoài kia. Xin hãy giúp chú nhé, Alan. Tôi không thể từ chối được. Từ đôi mắt cầu khẩn khiến tôi nhớ đến mẹ của mình. Ôi, tôi biết là tôi ước gì mình có thể từ chối. Tin tôi đi, tôi thật sự muốn như vậy. Nhưng mà tâm trí của tôi đang cố gắng quá sức để theo kịp những gì đang xảy ra và thất bại một cách thảm hại trong quá trình đó. Vì vậy, không nói một lời nào cả, tôi nhắm mắt lại và gật đầu đồng ý với ông. Ông nhảy về phía bàn điều khiển và bắt đầu gõ một cách điên cuồng khi những cỗ máy đang ầm ầm xung quanh chúng tôi bắt đầu hoạt động đi. Ánh mắt tôi sau đó chuyển động về dãy cột Tesla ở giữa căn phòng. Chúng phát ra một âm thanh như ác quỷ vậy, như là một khối đá cổ xưa bị nguyền rủa đang chờ đợi để được giải phóng những điều kinh khủng của nó lên thế giới này. Các bộ phát sóng alpha đang kích hoạt, chú bị nói, khi những cuộn dây phát ra ánh sáng xanh nhạt, khi những tia điện bắt đầu bùng nổ dưới cuộn dây Tesla. Tôi đã lập tức muốn lùi lại rồi, nhưng bị ngăn lại khi bác B đứng bên cạnh tôi. Không có sao đâu, đừng sợ, không có gì có thể thoát ra khỏi những cuộn dây đó đâu. Khi ông nói, những tia điện kia bắt đầu nổ ra càng ngày càng nhiều hơn, cho đến khi chúng gần như biến thành một dòng ánh sáng duy nhất. Đây rồi, ông thì thầm khi nhìn xuống đồng hồ. 3, 2, 1. Đột nhiên, không khí bên trong bốn cuộn dây bị xé toạc ra. Vào khoảnh khắc đó, sự thật kinh hoàng của vũ trụ ảo tới với tôi như là một cơn sóng thần vậy, khi bức màn của thực tại nâng lên như là một chiếc túi nylon. Qua vết xé, tôi có thể thấy sự sinh ra và cái chết của vũ trụ và từng giây trôi qua, từng giây phút ở giữa trong một sự kết hợp điên cuồng của ánh sáng sống động. Xung quanh đó là một khoảng tối vô tận gào thét. Bị nhốt trong bóng tối là một không gian dường như vô tận của một khối uốn éo mà tôi sớm nhận ra rằng giống như là những con người riêng lẻ vậy, được may và sắp xếp lại thành những tác phẩm điêu khắc, ác mộng như một cơn ác mộng kinh hoàng. Tôi không thể giải thích tại sao hay là như thế nào, nhưng sự thật của mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng đến kỳ lạ. Không có Chúa, không có người sáng tạo, không có kiến trúc sư tối cao nào toàn năng của vũ trụ cả. Chỉ có một biển đen vô tận của sự không tồn tại đỡ chầu toàn bộ thực tại mà thách thức chính sự tồn tại của nó. Năng lượng mà bác tôi phát hiện ra không đến từ một người sáng tạo nào cả, mà đến từ chính nghịch lý hình thành bởi sự tồn tại của sự sáng tạo. Không bao giờ có ý nghĩa phải có một vũ trụ. Thời gian và không gian chỉ là những hành động thách thức bản chất của sự hư vô tồn tại vĩnh cửu trước đó mà thôi. Và điều tồi tệ nhất chính là không có lời giải thích nào cho điều đó cả. Không có tác nhân nguyên nhân vĩ đại và mạnh mẽ nào cả đã làm cho mọi thứ chuyển động trong vòng tay của một vận mệnh. Tất cả chỉ đơn thuần là một tai nạn kỳ quặc mà không bên nào hiểu nữa. Thực tại bị méo mó và gào thét về sự lằng bệnh của những định luật chân thật của sự không tồn tại. Tất cả khoảng trống đen của Antiver gào thét phản đối điều mà nó đã nắm giữ. Không có lý do nào cho bất cứ điều gì cả, chỉ có sự hỗn loạn hoàn toàn. Vậy còn về những khối ác mộng của những nhân thể đang quằn quại trong hỗn loạn đó thì sao? Đó chính là những linh hồn của những người đã chết. Chính chúng cũng là những sự kính sợ không thể chấp nhận được đối với cả sự sáng tạo và sự không tồn tại. Hình dạng của chúng không bị ràng buộc và đau đớn. Hàng tỷ người kêu gọi những vị thần của họ, nhưng những thứ đó chưa bao giờ tồn tại cả. Tất cả chỉ để chấm dứt nỗi khổ đau mà sẽ tiếp diễn cho đến khi thời gian trở nên vô nghĩa đi. Tôi nhận ra rằng đó là đích đến mà tất cả nhân loại đang hướng tới. Đó chính là địa ngục. Không! Tôi có thể nghe chú tôi la lên phản đối sự kết hợp của những nỗi kinh hoàng này. Không, 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 không. Ông tiếp tục gào thét lên trong vực thẳm. Điều này không thể nào là sự thật được. Không! Tôi không thể ngăn chú tôi đưa tay ra để đổ những cuộn dây đó xuống mặt đất.
Cơ thể tôi bị đông cứng lại tại chỗ khi chúng tôi nắm lấy một cuộn dây gần nhất. Vết rách lập tức đóng lại khi một loạt các chốt lao ra và đánh vào người của chú tôi. Cuộn dây từ nó đã cháy đỏ lên, biến đôi bàn tay của chú tôi thành những mảnh khói đen cháy khét. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây, rồi cả căn phòng bỗng chốc vỡ vụn lại trong bóng tối khi những cỗ máy tắt ngấm đi. Trong khi đó, tôi vẫn đứng tại đây, đờ cứng, một mình tại đó. Chỉ mất khoảng 1 giờ để điện thoại di động của tôi khôi phục lại. Sau khi gọi 911, tôi ngồi trong góc, cố gắng hết sức để chấp nhận những gì tôi đã nhìn thấy. Chú Bill của tôi vẫn nằm vắt vẹo trên sàn phòng thí nghiệm, khói cuồn cuộn phát ra từ cơ thể của ông. Đã 4 năm trôi qua kể từ ngày đó, và tôi đã cố gắng hết sức để phục hồi tâm lý như bất kỳ ai có thể từ những gì tôi đã thấy. Những sự thật về nơi yên nghỉ cuối cùng của mẹ tôi, cha tôi và chú tôi nữa, cùng với phần còn lại của nhân loại vẫn còn ở đó trong sâu thẳm tâm trí tôi, như là một căn bệnh ung thư vậy. Nhà văn H.P. Lovecraft từng nói rằng nỗi sợ cổ xưa và mạnh mẽ nhất chính là sợ những cái chưa biết. Tuy nhiên, tôi có lẽ phải không đồng ý với ông, bởi vì tôi không sợ cái chưa biết. Tôi sợ những thứ ở phía bên kia.